đến kỳ trả lương cho cán bộ công nhân viên, sáng ngày 22 tháng 4, chị M, Cầu Giấy, Hà Nội, bức xúc cho biết. Từ sáng sớm, kế toán công ty đã thực hiện lệnh chuyển tiền từ Vietinbank sang Vietcombank để trả lương cho nhân viên. Tuy nhiên tới giờ này, phía ngân hàng Vietcombank vẫn chưa nhận được tiền. Trao đổi với đại diện Vietinbank, chị M nhận được giải thích như sau. Thời điểm 8 giờ 25 phút sáng ngày 22 tháng 4, khoản tiền đã được hạch toán. Đến thời điểm 8 giờ 32 phút, Vietinbank phê duyệt thành công khoản tiền. Tuy nhiên, do phía ngân hàng nhà nước gặp sự cố nên đến 8 giờ 38 phút mới mở cửa hệ thống, dẫn đến điện đi đến muộn hơn bình thường. Khoảng 9 giờ 25 phút, phía ngân hàng nhà nước mới có điện thanh toán qua cổng CITAT. Đại diện Vietinbank cho biết có tới mùng 4 tháng 5 cổng thanh toán đang có hiện tượng ngừng truyền điện đi, riêng một cổng vẫn chưa có điện đến kể từ đầu ngày. Do ngày đầu tuần có rất nhiều điện phát sinh trong ngày nghỉ nên hiện tại trên hệ thống còn khoảng 5.000 điện chưa được truyền đi, đại diện ngân hàng này cho biết. Tiếp tục liên lạc với đại diện Vietcombank để tìm hiểu sự việc, câu trả lời mà chị M nhận được là do lỗi từ cổng thanh toán liên ngân hàng của ngân hàng nhà nước nên khoản tiền chưa về được Vietcombank. Đại diện ngân hàng này cho biết có 6 cổng thanh toán liên ngân hàng thì hiện đang bị lỗi 4 cổng. Chính vì vậy tiền vẫn chưa được chuyển sang hệ thống. Tình trạng này không biết đến bao giờ mới có thể được khắc phục. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng được coi là hệ thống thanh toán xương sống của quốc gia. Trong bối cảnh chính phủ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thì việc đảm bảo các giao dịch điện tử thông suốt có phần trách nhiệm của ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số ngân hàng, trong ngày 16 tháng 4 năm 2019, hệ thống CITAG đã có hiện tượng bị lỗi nên không ít giao dịch chuyển tiền bị trục trặc, các ngân hàng buộc phải xin lỗi khách hàng. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Mobile Money sẽ giải quyết bài toán thanh toán không tiền mặt đến 100% người dân nhưng lại thách thức ngân hàng theo Lan Hương Lao Động.